Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị với thời sự thế giới trong ngày. Thế nhưng đầu tiên vẫn là thời tiết của ngày đầu tuần và kéo dài đến cuối tuần này, đỡ hơn tuần rồi phải không? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, tuần này đó thời tiết rất là dễ chịu và sẽ giữ như vậy luôn. Qua đến khoảng thứ sáu, nói chung là nguyên một tuần, quý vị thấy là trời mát mẻ và nhiệt độ trung bình đó chỉ có khoảng từ 78 cho đến 81 độ là cao thưa quý vị. Hai ngày giữa tuần thứ năm, thứ sáu nhiệt độ còn rớt xuống vào khoảng 75 cho đến 78 dễ chịu, nhưng mà đến thứ bảy đó, thứ bảy chủ nhật thì nhiệt độ lại tăng lên nhẹ nhẹ vào khoảng 85 độ. Nhìn chung đó, nguyên tuần này thời tiết rất là lý tưởng, và cũng bởi vì là cũng có gió nữa, gió 10 đến 12 dặm một giờ, cho nên chúng ta sẽ thấy rất là mát mẻ. Nhưng mà qua tuần sau đó thì nhiệt độ có tăng chút ít, trung bình nguyên tuần sau nhiệt độ vào khoảng 85 cho đến 87 độ thưa quý vị. Trong khi đó, tình hình tài chính diễn biến ngày hôm nay, một ngày thứ hai mà giới đầu tư lại lạc quan trở lại, mặc dù bên phía Nhật Bản tình hình ở châu Á lại không vui tí nào. Nhật Bản xuống tới gần 1.000 điểm thưa quý vị, ảnh hưởng của Thế vận hội. Nhưng mà bên cạnh đó, Thế vận hội là một chuyện để qua, nhưng mà giới đầu tư nhìn thấy cái phương hướng sắp tới thì nước Nhật cũng khá là chật vật trong thời gian tới để có thể ổn định lại cái tình hình tài chính của nước Nhật. Và khi ngày hôm qua nước Nhật mở cửa và gây ảnh hưởng chung với cái nền thị trường chứng khoán châu Á đó, thì mọi người lo ngại là ở Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng luôn. Nhưng mà ngược lại thì giới đầu tư ngày hôm nay lạc quan với những cái tin tức cho thấy người dân Mỹ sẽ tiêu thụ và mạnh hơn nữa, mạnh tay hơn nữa. Nhất là tin tức liên quan đến American Airlines, United Airlines tuyên bố họ muốn mướn thêm người mà không mướn thêm được, không có nhân viên làm việc. Cái số người đi mua vé máy bay tăng cao quá. Và những cái tin tức này cho thấy là người tiêu thụ Mỹ sẽ gia tăng trở lại. Số người bắt đầu sắp tới đây là cái tình trạng mà hết cái sự trợ cấp thất nghiệp, họ sẽ phải đi làm lại. Để cho thấy là các tình hình kinh tế địa phương ở các nơi, các tiểu bang đều tăng tiến tốt đẹp. Dow Jones lên có sáng nay lên gần 500, lên trên 500 điểm luôn nữa. Mặc dù cũng mất khá nhiều điểm, từ 34.000 mấy trăm xuống còn dưới 34.000, 33.000, 300 mấy hôm thứ sáu vừa rồi chúng tôi loan tin đấy. Cho nên nguyên tuần lễ vừa qua là thị trường xuống thê thảm luôn. Nasdaq lên 94 điểm ngày hôm nay, 14.125, S&P 500 lên hơn 48 điểm. Con số tăng rất là mạnh, 4.215. Thì đó là thị trường của Hoa Kỳ. Hồi nãy chúng tôi có đề cập đến cái tin tức liên quan đến tại sao một trong những hành động mà Quỹ Dự trữ Liên bang có khả năng làm cái thị trường địa ốc nó còn nghĩa là bùng lên nữa. Trước đó thì có những cái tin tức nói rằng thị trường cái gì mà nó tăng hoài đó cũng sẽ lúc nó phải ngừng lại phải không ạ? Thậm chí nó còn bubble nữa, tức là cái bong bóng nó bị xì hơi đó. Nhưng mà rồi Quỹ Dự trữ Liên bang tiếp tục với cái chương trình mua công trái phiếu, rồi có những thêm những cái hỗ trợ, và họ còn tuyên bố là chưa có tăng lãi suất ít nhất là từ bây giờ cho đến năm 2022. Chính vì vậy mà thị trường nhà cửa địa ốc sẽ còn tiếp tục tăng mạnh. Chưa hết đó là nhà bây giờ đang thiếu. California thiếu từ 1 triệu tới 2 triệu căn nhà. Và điều đó càng gây khó khăn thêm nữa. Ở quận Cam, ở Los Angeles, thật sự không còn đất, không còn. Bây giờ một là họ xây đó, họ phải xây 3-4 tầng mới được thôi. Cho nên đó là lý do tại sao cái tình hình mà họ nói rằng địa ốc nó sẽ cũng còn sẽ tiếp tục nóng trong từ bây giờ đến cuối năm nay. Chưa kể là đang còn là mùa hè,
Khi mà các em năm nay đi vào học thì quý vị tưởng tượng xem có sẽ có cái chuyện mà rời đổi nhà cửa nữa. Nhiều người lại phải tìm nhà mới để mua. Công trái phiếu 10 năm hôm nay là 1,47% có xuống chút đỉnh. Nhưng mà rồi thì bên phía UBS, ông Ali McCartney đưa ra một cái tuyên bố. Tuyên bố này cũng đóng góp thêm cho cái việc mà thị trường tăng đó, là 10-year yield, công trái phiếu 10 năm có thể tăng thành 2% từ bây giờ đến cuối năm nay, bất kể là thị trường địa ốc hay là các thị trường khác như thế nào. Giới đầu tư thì tin tưởng đó là cái số tiền mượn cho các công ty làm ăn bây giờ vẫn còn rẻ, thưa quý vị. Dầu tiếp tục tăng và điều này có nghĩa là người tiêu thụ vẫn tiếp tục đi mua sắm. Người tiêu thụ đi mua sắm, đi chơi, đi xa, nghỉ hè thì mới đẩy cái giá dầu tăng. 72 đồng 72 sen ngày hôm nay tăng thêm 1 đồng 08 sen. Vàng cũng tăng trở lại thêm 14 đồng 50 sen, 1.783 đồng 50 sen. Dạ vâng, thưa quý vị, vào tuần trước thì quý vị cũng nghe nói là cái cặp nam nữ mà bắn chết cậu bé Leo 6 tuổi ở trên freeway đó, Marcus Harris và Winley đã phải ra tòa. Thì sau khi mà cặp này ra tòa lần đầu tiên để mà nghe những cái bản án bị truy tố của mình, thì thứ nhất phía văn phòng công tố viên đó vào tuần trước họ đã cho biết là sau khi mà mở một cái cuộc điều tra thì họ phát hiện là cái trường hợp của cậu bé Leo mà bị bắn chết không phải là trường hợp đầu tiên, bởi vì Marcus Harris này sau một vài ngày sau khi mà bắn bé Leo ở trên freeway đó, y đã dùng súng hù dọa một người lái một chiếc xe Tesla khác cũng ở trên freeway 91, thưa quý vị, gần phía đi về hướng Corona. Cho nên các công tố viên tin tưởng là đây là những cái hành động mà y rất thường làm ở trên freeway, không phải là ngày 1, ngày 2, mà họ nghĩ là có thể xảy ra từ tháng 9, tháng 10 của năm ngoái rồi. Cho nên chính vì vậy phía công tố viên đã lập ra một cái hotline, thưa quý vị, kêu gọi là những ai mà từng đi ở trên freeway, từng chạm trán hai cái người này đó, đặc biệt là bị cái tên này, thứ nhất là móc súng ra đe dọa, hoặc là nghĩ là có nạn nhân khác đã từng bị y bắn trúng xe, thì hãy gọi cho phía văn phòng công tố viên hoặc là có thể email cho họ. Và bên cạnh đó thì phía văn phòng công tố viên cho biết là một khoảng thời gian ngắn sau khi mà cái tin tức y bị truy lùng ở trên freeway đó, thì cái tên này đã cố gắng thay đổi diện mạo của mình. Y cạo hết râu rồi cắt tóc ngắn đi, và lúc trước đó y để cái mái phủ ở dưới, nhưng mà sau đó thì y hất ngược cái mái lên trên. Nói chung là cố gắng thay đổi cái diện mạo, và cả hai hạn chế lái cái chiếc Volkswagen màu trắng đi ra đường, là bởi vì y đặc biệt cái xe này đó nó cũng khá hiếm, cho nên nếu mà lái thì dễ bị nhận diện. Thì vào hôm thứ Sáu tuần trước, khi mà cả hai ra tòa đó, cả hai không có nhận tội, thưa quý vị. Cái tên này thì bị truy tố tội giết người, còn cô bạn gái Winley thì bị truy tố hai tội. Thứ nhất đó là đồng lõa đồng lõa cho một vụ giết người, và tội thứ hai đó là để súng bất hợp pháp ở trong xe. Còn khoảng một tháng nữa là tới Thế vận hội của Nhật Bản, Tokyo Olympics, tập trung ở thủ đô Tokyo của Nhật. Và trong thời gian qua, cái tình hình của Nhật vẫn còn đưa ra những cái lệnh khoảng cách ly xã hội rồi phong tỏa, bởi vì số người bị nhiễm vẫn còn tăng. Nhật vẫn đang tiến hành kêu gọi chích ngừa, nhưng mà tương tự như ở Mỹ, thưa quý vị, người Nhật không biết vì lý do nào họ cũng ngại chích ngừa lắm, không quen từ xưa tới giờ. Cho nên thuyết phục người dân Nhật chích ngừa vào thời điểm này, chính phủ Nhật kêu gọi đó là chúng ta chích ngừa để chính phủ có khả năng là mở cửa thật sớm, để giúp cho cái chương trình Thế vận hội diễn ra tốt đẹp. Thì bây giờ tin tức mới nhất ngày hôm nay, họ đang dự trù là trước ngày Thế vận hội diễn ra đó, là Nhật Bản sẽ tuyên bố ngừng cách ly xã hội và ngừng phong tỏa. Thứ nhất. Thứ hai nữa là bên phía Ủy ban Thế vận hội của Nhật đó, tuyên bố những ai đến tham gia thi đấu và kể cả xem chương trình thi đấu đó không cần phải chích ngừa. Chích ngừa thì tốt, nhưng mà không có bắt buộc. Không có bắt buộc chích ngừa, miễn làm sao là không bị dương tính với coronavirus mà thôi.
Chính vì vậy mà họ sẽ có cái việc kiểm tra ở phía bên ngoài. Chưa hết, trước đó có những cái tổ chức, có những cái liên đoàn xã hội đó kêu gọi chính phủ Nhật hủy bỏ Thế vận hội luôn. Bởi vì họ nói cái tình hình này không còn ai đã có đầu óc để mà xem thế thi đấu nữa. Tuy nhiên, Ủy ban Thế vận nói không, mà từ bây giờ đến ngày chính thức khai mạc 23 tháng 7 đó, có nhiều khả năng là sẽ cho tiếp tục các cuộc thi đấu an toàn. Và chưa hết, họ nói rằng mỗi một cái venue, mỗi một sân vận động nó sẽ đón khoảng 10.000 khán giả, cho phép 10.000 khán giả. Lẽ đương nhiên là có cái việc mà khoảng cách xã hội không có ngồi cạnh nhau, nhưng mà 6 feet mỗi một người vẫn đủ, bởi vì một cái sân vận động như vậy có khả năng sức chứa lên tới 70-80.000, trung bình cũng từ 25.000 trở lên, thì họ giới hạn chỉ có 10.000 mà thôi. Và đối với chính phủ Nhật và cơ quan y tế Nhật như vậy cũng đủ. Bởi vì thi Thế vận hội mà không có người xem thì cũng tội nghiệp cho những người thể thao gia. Tuy nhiên, một trong những cái quy định đó, xem thì xem, không được la. Quý vị có thể nghĩa là vỗ tay, nhưng mà la lên thì không cho phép. Chúng tôi tiếp tục với bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.